Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin tử vi tổng quan ngày 6 tháng 7 năm 2024, thứ bảy dương lịch. Âm lịch là ngày 1 tháng 6 năm 2024, là ngày Tân Mùi, tháng Tân Mùi, năm Giáp Thìn. Tiết khí, tiểu thử, ngày trực kiến. Hôm nay là ngày nguyên vũ hắc đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ hắc đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ và giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay tam hợp với tuổi Hợi và tuổi Mão, lục hợp với tuổi Ngọ, xung với tuổi Sửu, hình với tuổi Sửu và tuổi Tuất, phá với tuổi Tuất. Về ngũ hành đên mệnh, lộ bàng thổ, hôm nay là ngày Tân Mùi, tức chi sinh can, thổ sinh kim, là ngày cát nghĩa nhật. Nạp âm lộ bàng thổ, kỵ tuổi Ất Sửu và tuổi Đinh Sửu. Ngày thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt người tuổi Đinh Mùi, tuổi Quý Hợi, thuộc hành thủy không sợ thổ, ngược lại nhờ thổ khắc mà được lợi. Ngày Mùi, lục hợp với Ngọ, tam hợp với Hợi, Mão, thành mộc cục. Xung Sửu, hình Tuất, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Tuất. Tam sát kỵ tuổi, Thân, Tý, Thìn. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Ất Sửu và tuổi Đinh Sửu. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Ất Sửu và tuổi Đinh Sửu. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao: Nguyệt Ân, tốt mọi việc. Thánh Tâm, tốt tế tự, tự thần, cầu phúc. Thiên Đế, tốt đa khả dụng. Sao xấu thì gồm có sao: Thổ Phủ, kỵ động thổ, phá thổ. Thần Cách, kỵ kỳ phúc, tế tự. Huyền Vũ, kỵ giá thú, xuất hành. Không Phòng, kỵ giá thú. Lao Nhật, kỵ thượng quan, xuất hành, di cư, tử tụng. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày 6 tháng 7, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như thượng quan, xuất hành, di cư, tử tụng. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng Tây Nam để đón tài thần và hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày Chu Tước, xuất hành cầu tài đều xấu hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 6 tháng 7 năm 2024. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp, thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, ngày phạm tương hại, con giáp tuổi Tý được dự báo có thể gặp phải nhiều rắc rối trong công việc khi mà bản mệnh không tuân thủ đúng như quy định được đặt ra từ trước. Ngày này không thích hợp cho sự phá cách hay vượt quyền, bạn chớ nên làm liều. Thương quan khiến cho con giáp tuổi Tý cảm thấy hoang mang vì những mớ bỏng bong trước mắt. Tuy nhiên hãy yên tâm rằng ai đó sẽ nhắc nhở bạn, cho bạn thấy thực tế mọi việc như thế nào và giúp đỡ bạn để đưa tất cả về với guồng quay quen thuộc của chúng. Trong ngày này, những người tuổi Tý phải thận trọng cả trong các quyết định về tài chính. Có thể kẻ tiểu nhân sẽ dùng lời ngon lẽ ngọt để thuyết phục bạn đầu tư mù quáng. Bản mệnh nếu thấy lợi mà ham là sẽ dễ dàng sập bẫy của kẻ xảo quyệt. Đừng bao giờ nghĩ rằng có ai đó sẽ cho mình được hưởng lợi lộc một cách dễ dàng đến thế. Với những tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, công việc vướng phải nhiều rắc rối do tiểu nhân. Với những tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, công việc gặp trục trặc nhất định.
Với những tuổi Mậu Tý, Mệnh Hỏa, cần chú ý kẻ tiểu nhân tiếp cận. Với những tuổi Canh Tý, Mệnh Thổ, không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Với những tuổi Nhâm Tý, Mệnh Mộc, cạnh tranh trong công việc tăng lên. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 05 và số 61. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tử vi ngày mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy, thiên ấn là chỉ dẫn để người tuổi Sửu thấy rằng bạn đã sẵn sàng để biến ý tưởng thành hành động. Vậy thì đây chính là cơ hội để bắt tay vào khởi xướng những gì bạn đang ấp ủ. Sự tự tin đã giúp bạn thành công một phần rồi đấy, vậy thì còn chần chừ gì nữa? Tuy nhiên, cục diện tương hình gây ra không ít rắc rối cho người tuổi Sửu trong ngày hôm nay, nhất là trong công việc. Mọi việc những tưởng êm xuôi thì bỗng xảy ra trục trặc nửa chừng, khiến cho con giáp này phải chạy đôn chạy đáo lo xử lý hậu quả. Chuyện tình cảm có điểm báo không tốt. Các bạn đang thiếu thốn những chia sẻ trong cuộc sống nên khó có thể thấu hiểu tâm tư tình cảm của nhau. Bạn và người ấy đang có phần lạnh nhạt và dường như không hiểu ý nhau nên dễ sinh cáu giận. Với những tuổi Ất Sửu, Mệnh Kim, dễ mất tiền vì quá tin người một cách không xứng đáng. Với những tuổi Đinh Sửu, Mệnh Thủy, có thể bị đồng nghiệp cản trở do đố kỵ ghen ghét. Với những tuổi Kỷ Sửu, Mệnh Hỏa, nên dựa vào năng lực của bản thân mới có thể kiếm được tiền ổn định. Với những tuổi Tân Sửu, Mệnh Thổ, nên xuất hành theo hướng tài thần nếu có ý định cầu tài. Về những tuổi Quý Sửu, Mệnh Mộc, cần phải vững vàng hơn khi đứng trước những cám dỗ của cuộc đời. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 86. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, chính tài đem tới những điều may mắn cho con đường tài lộc của người tuổi Dần. Người làm công ăn lương được thưởng nóng, xứng đáng với những đóng góp cho tập thể. Đây là động lực để bạn tiếp tục cố gắng trong thời gian sắp tới. Người tuổi Dần được củng cố vị thế của bản thân, khiến những kẻ không ưa bạn cũng không thể tìm ra lời để dị nghị. Bạn chứng minh được bản thân thông qua việc hoàn thành các công việc khó. Hãy tiếp tục cố gắng trong tương lai, bởi rõ ràng là bạn vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết tiềm năng của mình. Thiên hỷ mang lại cho bản mệnh sự thân quen gần gũi, thậm chí người mới gặp cũng có cảm giác là bạn đã quen từ bao giờ. Hôm nay rất tốt cho việc kết nối, mở rộng mối quan hệ cho bạn. Việc này tốt cho cả chuyện tình cảm lẫn công việc. Với những tuổi Giáp Dần, Mệnh Thủy, nhận được khoản tiền đầu tư đúng đắn. Với những tuổi Bính Dần, Mệnh Hỏa, người làm kinh tế phát triển rất tốt. Với những tuổi Mậu Dần, Mệnh Thổ, đón tin vui về tình duyên, người có đôi tiến thêm một nấc thang mới. Với những tuổi Canh Dần, Mệnh Mộc, quý nhân che chở, việc làm ăn kinh doanh thuận lợi vô cùng. Với những tuổi Nhâm Dần, Mệnh Kim, có cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, thay đổi được vận mệnh. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 48. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ.
Màu sắc cát tường là màu đen xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Mão có tam hợp cục khai thông vận tình duyên, đi đến đâu cũng được hoan nghênh. Đặc biệt người độc thân chắc chắn sẽ nhận được nhiều tín hiệu từ đối tượng xung quanh. Bạn có thể từ từ tiếp xúc tìm hiểu và lựa chọn cho mình người phù hợp. Thiên tài phù trợ, người tuổi Mão hoàn toàn có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Thậm chí những khoản tiền đầu tư nằm im trước đó cũng dần có dấu hiệu tiến triển tích cực. Điều đó khiến bạn vui mừng khôn xiết. Hôm nay nếu cảm thấy nhàm chán với công việc hiện tại, bạn có thể thử tìm cách triển khai nhiệm vụ của mình theo một cách mới mẻ, sáng tạo hơn. Có thể trong quá trình đó bạn sẽ tìm ra tiềm năng của bản thân hoặc định hướng chính xác cho tương lai của mình. Với những tuổi Ất Mão, mệnh thủy, có cơ hội phát tài từ những công việc làm thêm. Với những tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, may mắn ngập tràn cả về tình duyên và tài lộc. Với những tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, cẩn trọng chăm sóc sức khỏe, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ. Với những tuổi Tân Mão, mệnh mộc, đón vận may về phương diện tài chính, nhiều cơ hội gia tăng tài lộc. Với những tuổi Quý Mão, mệnh kim, đón những khởi sắc ở phương diện tài chính. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 56. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, chính ấn trợ mệnh nên con giáp tuổi Thìn dễ dàng khẳng định được vị thế của bản thân, biến những nỗ lực cố gắng của mình thành những trái ngọt tuyệt vời nhất. Hãy tiếp tục phát huy sức mạnh của bản thân, nhanh chóng tăng tốc và về đích thành công nhé. Chuyện tình duyên của người tuổi Thìn cũng khá tốt nhờ ngũ hành kim thổ tương sinh. Tình cảm vợ chồng được hàn gắn, con cái và cha mẹ thêm hiểu và yêu thương nhau hơn. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng có thể tính tới chuyện kết hôn, nên chọn ngày tốt để tiến hành mọi việc thuận lợi. Trong công việc, bạn có khá nhiều mong muốn, tham vọng để kiếm tiền. Vận khí đang lên, công việc tiến hành như dự định. Thêm vào đó, sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao giúp cho bạn có thể đạt được những thành công trong sự nghiệp. Với những tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, tính toán lại kế hoạch tài chính đi nhé. Với những tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, có thể xem xét đến việc ký kết hợp đồng với đối tác trong ngày hôm nay. Với những tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, không nên mạo hiểm thực hiện giao dịch tài chính. Với những tuổi Canh Thìn, mệnh kim, tình cảm càng ngày càng khăng khít hơn sau sóng gió. Với những tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, dù dư giả cũng có cách chi tiêu phù hợp, không tiêu xài hoang phí. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 57 và số 99. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Xem tử vi cho thấy,
Thiên quan giáng họa, người tuổi Tỵ dễ phải va chạm với quan chức cấp cao vào ngày hôm nay. Bạn mệnh cần giữ thái độ khiêm tốn, chủ động lắng nghe, hạn chế tranh cãi nếu không muốn khiến lãnh đạo chướng mắt, đẩy mình vướng vào rắc rối trong tương lai. Kế hoạch công việc khó hoàn thành đúng như dự kiến ban đầu, khiến bạn rất sốt ruột. Dù bản mệnh đã cố gắng rất nhiều nhưng thành quả thu về chưa xứng đáng. Đôi khi bạn nảy sinh tâm lý bất mãn, chán trường. Nhưng nếu vừa gặp khó khăn đã lản lòng thì bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ mà thôi. Tam hội cục phù trợ giúp đường tình cảm đi lên, mặt tinh thần không còn phải chịu áp lực hay những muộn phiền trắc trở. Bạn không phải là người xấu tính nhưng cứ bị người ta chèn ép, sinh bực bội, cáu gắt. Nhưng ai cũng cảm thông cho bạn, họ hiểu bạn đang gánh chịu những gì. Về cái tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, tính toán lại kế hoạch tài chính đi nhé. Với cái tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, hãy cân nhắc đến lĩnh vực đầu tư. Với cái tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, chớ vội tin người kẻo bị lẫn tay trên thành quả của mình. Với cái tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, chuyện tình cảm có tiến triển tích cực, tìm được tình yêu mong đợi đã lâu. Với cái tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, tính toán kế hoạch đầu tư, kinh doanh sáng suốt để tiền đẻ ra tiền. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 08. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, lục hợp giúp cho người tuổi Ngọ khéo léo hơn trong việc điều tiết những mối quan hệ xung quanh mình. Với một số người bạn biết rằng không nên để ý tới họ làm gì, nhưng với một số người lại rất đáng để học hỏi những kiến thức hay ho từ họ. Chính quan giúp cho người tuổi Ngọ có thêm sự tự tin và vững tâm đi trên con đường mình đã chọn. Cũng bởi bên cạnh bạn luôn có những người bạn, người đồng nghiệp, cộng sự hết lòng vì nhau, giúp đỡ nhau rất kịp thời và hữu ích. Nhờ có tam hội mà vận trình tình cảm cũng có nhiều tin vui, đặc biệt là với người độc thân. Hôm nay là cơ hội tốt để bạn bày tỏ tình cảm với đối tượng mà bạn yêu thích bấy lâu. Các cặp đôi có điều kiện thể hiện tình cảm và sự yêu thương gắn kết theo cách tự nhiên nhất. Với những tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, tình hình tài chính tích cực, có thể nhận được lời mời đầu tư của người khác. Với những tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, có thể đón nhiều niềm vui về tiền bạc. Với những tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Với những tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, đừng bỏ qua cơ hội để kiếm tiền ngay trước mắt. Với cái tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, tài lộc ổn định, làm ăn dễ phát tài. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 09. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ, hồng, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, nhờ có thiên ấn mà năng lực làm việc của bạn trở nên mạnh mẽ, nổi bật, quyết đoán hơn hẳn thường ngày. Đi cùng với đó là sự mềm dẻo, khéo léo và khôn ngoan rất đáng nể. Ngay cả khi khó khăn nhất thì bản mệnh cũng tìm ra được con đường tốt cho mình. Lại thêm tinh thần trách nhiệm giúp bạn được cấp trên đánh giá khá cao, đồng nghiệp tin tưởng. Những công việc giao cho bạn đều mang lại sự yên tâm vì chắc chắn sẽ được hoàn thành đúng thời hạn và đạt hiệu quả cao. Nhờ ngũ hành tương sinh mà bạn sẽ gặp lương duyên. Mai mối cũng là con đường khá hay để phát triển tình cảm, nên bản mệnh đừng vội từ chối khi có người mở lời nhé.
Ban đầu hai người gặp gỡ chỉ để lại chút ấn tượng, nhưng càng ngày sẽ càng khám phá ra những điều thú vị ở nhau đấy. Với cái tuổi Ất Mùi, mệnh Kim, hãy có cách sử dụng đồng tiền thông minh. Với cái tuổi Đinh Mùi, mệnh Thủy, tiền bạc kém dư giả nhưng đủ tiêu. Với cái tuổi Kỷ Mùi, mệnh Hỏa, công việc trục trặc vì không tìm được tiếng nói chung với người cùng làm việc. Với cái tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ, cuộc sống này vốn ngắn ngủi, đừng giận hờn lâu. Với cái tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc, trách mắng ai đó không có lợi gì. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 76. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, kiếp tài xuất hiện trong vận trình tài lộc của con giáp tuổi Thân ngày hôm nay thì bản mệnh cần chú ý không để đánh mất tiền bạc một cách đáng tiếc. Hãy thận trọng trước các quyết định đầu tư mở rộng kinh doanh. Nếu chưa thực sự an tâm thì tốt nhất chớ nên đổ tiền vào hết một chỗ. Dù có làm lãnh đạo hay không, nếu muốn góp ý với người khác, bạn hãy tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng uyển chuyển hơn để không gây tổn thương cho người nghe. Những lời góp ý tế nhị thường khiến mọi người dễ tiếp thu hơn. May mắn trong ngày hôm nay, đường tình duyên của những chú thân khá sáng nhờ có hồng loan. Nếu đã có người trong lòng, bạn có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm để có thể quang minh chính đại, quan tâm và chăm sóc cho người ấy. Chắc chắn tình cảm chân thành của bạn sẽ được hồi đáp như mong muốn. Với những tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, tình yêu muốn lâu bền cần loại bỏ cái tôi cá nhân. Với những tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, tiền bạc đến chủ yếu từ công việc chính. Với những tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, cần tính đến những rủi ro tiềm ẩn trước khi chi tiền. Với những tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, dễ bị gây khó dễ trong công việc, chớ nên kích động. Với những tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, tình duyên êm đẹp, dễ có được sự cảm thông chia sẻ với bạn đời. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 22 và số 38. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, với sự nâng đỡ của Tỷ Kiên, tuổi Dậu dễ dàng tháo gỡ những khó khăn đang khiến bạn phải đau đầu suốt một khoảng thời gian dài vừa qua. Nhưng sự trợ giúp này chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần là chính. Quan trọng bản mệnh vẫn phải dựa vào chính sự nỗ lực của bản thân thì mới có thể quyết định được yếu tố thành hay bại. Quan hệ xã giao hài hòa, bạn được mọi người yêu mến vì có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai. Chuyện tình cảm lứa đôi hòa thuận nên bạn có thể toàn tâm toàn ý cho công việc của mình. Ngũ hành kim vượng dự báo có những rắc rối liên quan tới tiền bạc mà bạn không hiểu nguyên do từ đâu. Thay vì đổ lỗi thì bạn tìm cách khắc phục ngay lập tức đã. Sau đó khi có nhiều thời gian hơn, bạn sẽ tìm hiểu kỹ để tránh lặp lại sai lầm cũ. Với những tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy, tính tình nóng nảy hay làm người khác sợ. Với những tuổi Đinh Dậu, mệnh Hỏa, dễ đưa ra những quyết định sai lầm trong việc đầu tư. Với những tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ, tinh thần làm việc đi xuống, thiếu ý tưởng sáng tạo. Với những tuổi Tân Dậu, mệnh Mộc, đề phòng kẻ mang lòng ganh ghét đố kỵ. Với những tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, dễ gặp phải trục trặc về chuyện tình cảm. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao.
con số may mắn là số 41. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tị và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Theo dõi tử vi cho thấy, cục diện tương hình khiến người tuổi Tuất trở nên hiếu thắng trong ngày hôm nay. Lúc nào bạn cũng muốn mình là người xông pha để gây ra ấn tượng tốt với mọi người. Thế nhưng kết quả lại không được như ý. Bạn mệnh nên chú ý cách ăn nói của mình. Bạn có thể gây tổn thương cho người khác. Chính ấn giúp người tuổi Tuất duy trì được đầu óc tỉnh táo và nhanh nhẹn. Chính vì vậy mà dù công việc có khó khăn đến mấy, bạn cũng có thể giải quyết nhanh gọn lẹ. Bạn khiến rất nhiều người xung quanh phải ngưỡng mộ. Vận trình tình cảm của người tuổi Tuất vẫn chưa đâu ở đâu, nhất là nữ mệnh. Vốn dĩ bạn cũng có không ít vệ tinh xoay quanh, nhưng vì đặt ra tiêu chuẩn quá cao hoặc quá khó tính trong việc lựa chọn nửa kia mà đến giờ vẫn cô đơn lẻ bóng. Với những tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, không nên cho người trong họ vay tiền kẻo mất cả tình lẫn tiền. Với những tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, có thể chi tiêu thoải mái nhờ thu nhập ổn định. Với những tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, có một túi tiền khá rủng rỉnh vì đã luôn làm việc chăm chỉ. Với những tuổi Canh Tuất, mệnh kim, người tính không bằng trời tính, hãy để mọi thứ tự nhiên. Với những tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, sớm thu được thành quả xứng đáng với cố gắng của mình. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 87. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy, nhờ có tam hợp chỉ lối mà con giáp tuổi Hợi lúc này rất biết cách để cải thiện tình cảm hiện tại bằng những việc nho nhỏ nhưng hiệu quả. Cuộc sống có khó khăn nhưng vẫn có người ở bên động viên an ủi, bạn cảm thấy vững tin hơn rất nhiều. Thực thần chiếu mệnh, nếu bạn mệnh theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì có thể hôm nay sẽ là ngày phát tài của bạn. Mặc dù phải làm việc vất vả khi người khác nghỉ ngơi, nhưng bù lại bản mệnh có thể bỏ túi cho mình một khoản tiền khá lớn, dùng rỉnh thoải mái chi tiêu. Công việc của bạn dường như được tạm gác lại và không có gì phải lo lắng. Bạn có thể có được những mối quan hệ tốt, và đây là thời điểm để bạn thúc đẩy mối quan hệ này thuận lợi hơn cho công việc về sau. Hãy tận dụng khoảng thời gian quý giá này để phát triển sự nghiệp. Với cái tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, đào hoa vượng, tình duyên đưa lối. Với cái tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, có cách giải quyết vấn đề thông minh khéo léo. Với cái tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, công việc suôn sẻ kéo theo thu nhập được cải thiện. Với cái tuổi Tân Hợi, mệnh kim, cải thiện kiến thức bạn mới cải thiện được tài chính. Với cái tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, có nhiều cơ may tài lộc, đạt được thứ mình mong muốn. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 24. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển, trắng, xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 6 tháng 7 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất.
giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.